Sau khi chứng kiến sự hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn ở trong video những sự thật thú vị về Hà Nội, chúng mình lập tức lùng sục để tìm ra một bài viết tương xứng về thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế của Việt Nam. Và may mắn thay, Spider Room đã có một bài viết như vậy. Thậm chí là chúng mình nghĩ bài viết này còn xuất sắc hơn cả bài trước, khi nó không chỉ liệt kê những sự thật thú vị mà đồng thời còn kể một câu chuyện ấn tượng về những con đường nổi tiếng của Hồ Chí Minh. Bài viết sau đây tên là Người đặt tên đường Sài Gòn trước 1975 là một thiên tài lịch sử, được thực hiện bởi tác giả Dũng Phan, một người chuyên viết về chủ đề lịch sử của Việt Nam ở trên Spider Room. Đã từ lâu tôi rất muốn tổng hợp những điều thú vị đẹp đẽ và gây sửng sốt trong cách đặt tên của đường Sài Gòn trước năm 1975, dù có nhiều trang đã từng viết. Bài viết này tôi mang trong mình 3 kỳ vọng. Thứ nhất là để những ai yêu lịch sử nhưng mà sợ môn này có thể bỗng chốc phát hiện ra những điều tinh tế tuyệt vời trên con đường mà mình đang đi học hay là đi làm hàng ngày. Thứ hai là một gợi ý để những nhà hoạch định giao thông có thể quy hoạch lại trên niềm cảm hứng tinh tế thú vị đó, để có thể tạo ra những bản đồ tên đường như thể là ta đang bước đi ở trên một trang sách. Và cuối cùng là để thắp một nén nhang tri ân đến người đã đặt tên cho những con đường đó, cũng là một cái cúi mình ngưỡng mộ trước những cái tinh hoa, tinh tế của người trí thức miền Nam trước năm 1975, mà thời cuộc đã khiến mọi thứ không thể đi đến trọn vẹn. Và không mất nhiều thời gian nữa, sau đây là 10 điều thú vị về cách đặt tên của đường Sài Gòn trước năm 1975. 1. Ba trận thủy chiến lịch sử. Bờ sông Sài Gòn được chia ra làm 3 đoạn. Đầu tiên là bến Bạch Đằng, thứ đến là bến Chương Dương, và cuối cùng là bến Hàm Tử. Vậy thì ba cái tên này đang cùng nhau nói lên điều gì? Đây đều là những trận thủy chiến trong lịch sử chống quân Nguyên Mông của quân nhà Trần vào thế kỷ thứ 13. Riêng bến Bạch Đằng lớn nhất thì có ở đó là bức tượng của vị quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo chỉ tay ra bờ sông. Vậy bạn có nhớ ở bên bờ sông bên kia là bến gì không? Đáp án là bến Vân Đồn, nơi Trần Khánh Dư đánh tan đoàn thuyền của Trương Văn Hồ, cũng là một trận thủy chiến ở thời đó. Thứ hai, nhà cách mạng Nguyễn Thái Học và người thân. Bạn hẳn đều ít nhiều nghe đến cái tên Nguyễn Thái Học, một trong những người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Nhưng bạn có biết vợ của Nguyễn Thái Học không? Từ cầu Ông Lãnh đổ xuống, bạn sẽ đi trên con đường Nguyễn Thái Học và bạn sẽ gặp phu nhân của người đó, đó là cô Giang. Song song với đường cô Giang là đường cô Bắc. Nguyễn Thị Giang, tức cô Giang, là vợ của Nguyễn Thái Học, và Nguyễn Thị Bắc, tức cô Bắc, là chị của cô Giang. 3. Vị đại thần nhà Nguyên. Điện Biên Phủ là một con đường huyết mạch tại Sài Gòn mà ai ai cũng biết. Nhưng mà mấy ai biết tên con đường này trước năm 1975 là đường gì? Đó là đường Phan Thanh Giản. Tên của vị đại thần nhà Nguyễn đã ký bản hiệp ước cắt 3 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Ông từng chịu án oan trăm năm mà chỉ mới được gột rửa trong chục năm trở lại đây. Năm 1975, tên đường Phan Thanh Giản đổi thành đường Điện Biên Phủ, đưa ông về với cả quyền lãng. Tuy nhiên ít ai biết rằng sự tinh tế của vị đặt tên đường ấy vẫn để lại những dấu hiệu. Đó là người con của ông, Phan Liêm, Phan Tôn vẫn ở đó. Hai con đường ngắn, nhỏ, đặt song song như là ở cạnh hầu hạ cho linh hồn người cha đã khuất bi kịch của mình. Ngày ngày, khi đi từ cây cầu Sài Gòn xuống mà muốn về nhà thờ Đức Bà, chúng ta sẽ rẽ vào Võ Thị Sáu và quẹo vào một con đường nhỏ cắt ngang qua Điện Biên Phủ. Con đường nhỏ ấy chính là đường Phan Liêm, nhưng mà cha ông thì không còn đó nữa. 4. Vị đại tướng dưới triều Minh Mạng. Phan Thanh Giản đỗ tiến sĩ và làm quan dưới triều Minh Mạng. Vậy thì đương nhiên phải có đường Minh Mạng trước đó rồi đúng không? Vậy đường Minh Mạng ở đâu nhỉ? Đấy là đường Ngô Gia Tự hôm nay. Một con đường xứng đáng với tầm vóc của Minh Mạng, to, đẹp, với ba hàng cây dợp bóng mát, mang cái hùng tâm tráng trí của bậc đế vương tham vọng nhất nhì lịch sử Việt Nam. Và vị đại tướng của ông, người gánh trách nhiệm chinh chiến ở Campuchia, là tướng Trương Minh Giảng. Đó sẽ là một con đường nối dài từ quận này sang quận khác, như công tích vĩ đại kéo qua hai nước, nhưng mà hẹp, y hệt số phận bi kịch khi trở về. Con đường ấy hôm nay là đường Lê Văn Sĩ, Trần Quốc Thảo. 5. Hai vị hoàng đế. Tương tự con đường Trương Minh Giảng là con đường Gia Long. Đường Gia Long và đối thủ không đợi trời chung của ông là Nguyễn Huệ có sự nghiệp thể hiện qua tên đường. Đường Gia Long tuy hẹp nhưng mà dài, đường Nguyễn Huệ tuy to nhưng mà ngắn, như là số phận của vị anh hùng dân tộc đánh đông dẹp bắc, công tích rực rỡ mà tuổi thọ thì ngắn ngủi. Đường Gia Long hôm nay là đường Lý Tự Trọng. Ở đầu đường Gia Long là nhóm những vị thần khai quốc công thần của ông. Đó là đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng tháng 8. Đấy là đường Võ Tánh, Nguyễn Trãi quận 1, Ngô Tùng Châu, nay là Lê Thị Riêng, quân sư Đặng Đức Siêu,
đổi tên thành đường Nam Quốc Cang. 6. Những sĩ tử có công với đất nước. Một số cái tinh tế khác như đường Lê Lai nhỏ nằm ở cạnh đường Lê Lợi lớn, đường Sư Vạn Hạnh âm thầm nối gót cho đường Lý Thái Tổ, giúp Lý Công Uẩn lập ra nhà Lý. Khu vực người Hoa Chợ Lớn thì đặt những con đường của những vị hiền triết Trung Hoa, như là Trang Tử, Khổng Tử hay các vị người Hoa có công mở cõi như là Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích, vân vân. Còn ở quận 1 ta thấy Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Công Định, các vị khởi nghĩa chống Pháp thì ở sát nhau. Các nữ sĩ bà huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương khéo làm sao lại cùng ở bên nhau. Cách đó một khúc là cụ Bùi Thị Xuân, Huyền Trân Công Chúa và Sương Nguyệt Anh. Trong khi những vị trạng nguyên như là Lê Quý Đôn, Phùng Khắc Khoan, Lê Văn Hưu, Mạc Đĩnh Chi là các con đường song song bàn cờ. Và hai danh nhân góp phần xây dựng nền chữ quốc ngữ là Hàn Thuyên và Alexandre de Hodes thì lại song song nhau bên cạnh. 7. Thuở lập quốc của thủy tổ dân tộc. Ở phía bến xe miền Tây thì lại thuộc về thuở lập quốc của thủy tổ dân tộc. Đầu tiên là Hồng Bàng, đúng không? Kế đó là Kinh Dương Vương, Hùng Vương, rồi An Dương Vương. Xa xa là những Triệu Quang Phục, Ba Triệu. Đủ rồi chăng? Haha, chưa hết. Còn một con đường nữa là đường Triệu Đà thưa các bạn. Đường Triệu Đà hôm nay chính là đường Ngô Quyền. Thực ra trước năm 1975, đường Ngô Quyền Triệu Đà nằm trên một trục, như cái sự chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc mà tiền Ngô Vương đã đem lại cho dân tộc vậy. Triệu Đà dẫu không còn, nhưng đi về thêm một chút chúng ta sẽ lại gặp đường Lữ Gia, vị tể tướng người Thanh Hóa thời Triệu Đà. 8. Những khát vọng của dân tộc. Không chỉ có lịch sử mà còn có cả những cái hay khác. Đi qua bộ y tế thì là đường Hồng Thập Tự, nay gọi là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường tự do, công lý, dân chủ, cộng hòa, thống nhất thì được nằm ở cạnh nhau như là nói lên cái khát vọng nhân bản cao đẹp. Đặc biệt là đường công lý thì quy tắc là phải một chiều, vì có công lý nào cháo trở đâu. Đường Lục Tỉnh, đường Hậu Giang, đường Tháp 10 thì ở cạnh nhau, rồi quay về phía khu Bắc Hải là ta gặp một loạt cụm đường mang những địa danh của dân tộc đã đi vào huyền sử: Trường Sơn, Bạch Mã, Ba Vì, Đồng Nai, Cửu Long. 9. Đường Hiền Vương. Lòng dân cũng là một trang sử mộc mạc. Tôi kể câu chuyện nhỏ, có một lần hai vợ chồng tôi đi ăn cháo lòng ở trên đường Võ Thị Sáu, quận 3. Lúc ngồi xuống bàn, tôi thấy wifi là Hiền Vương. Hiền Vương chính là tên con đường này trước năm 1975, là tên nhân gian gọi của chúa Nguyễn Phúc Tần. Ông là vị chúa thứ tư của dòng chúa Nguyễn thời Trịnh Nguyễn phân tranh, là người có công mở rộng lãnh thổ về phía đồng bằng sông Cửu Long. Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần còn là người đã tiếp nhận những đoàn thuyền của Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên từ nhà Minh đi xuống, để họ tiến hành khai khẩn và tạo nên Cù La Phố, Mỹ Tho. Không có ông tạo nền tảng, sẽ không có Sài Gòn Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh sầm uất như ngày hôm nay. Chúa Nguyễn Phúc Tần còn là một nhân vật hùng bá trên biển. Ông có tham vọng đánh ra Bắc phía chúa Trịnh và từng đuổi quân Anh, quân Hà Lan khi mà họ dám bắt người và xâm phạm bờ cõi đàng trong. Đường Hiền Vương trở thành đường Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, lòng dân như một trang sử mộc mạc. Dẫu bị đổi thay thế nào, dẫu sử sách có quên lãng và các vấn đề chính trị đã xô đẩy họ rời ra khỏi trang sách, thì nơi đây, lòng dân vẫn biết cách để nhớ về, dù chỉ bằng một cái pass wifi ngắn ngủi. 10. Người nghệ sĩ đứng sau tất cả. Người tạo nên kiệt tác lịch sử với những câu chuyện mà tôi kể ở phía bên trên kia là một công chức. Ông là trưởng phòng họa đồ, thuộc tòa đô chánh Sài Gòn. Bộ phận được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt ở trong khoảng thời gian rất ngắn, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm nắm quyền. Tên ông là Ngô Văn Phát, nhà văn, bút hiệu là Thuần Phong, sinh vào ngày 16 tháng 10 năm 1910 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Để xây dựng nên công trình lịch sử thập phần tinh tế này, ông cần 3 tháng. 3 tháng cho một đời. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn cảm thấy yêu thành phố Hồ Chí Minh hơn nữa. Nếu muốn tìm đọc những bài viết được đầu tư chất xám ở mức độ tương tự về cả lịch sử, văn hóa, xã hội đến kinh tế tài chính thì hãy ghé qua website của Spyroom nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn vì đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mình là Pink Dot, còn đây là Spyroom. See ya!